Như các bạn đã từng biết, việc sử dụng trợ từ trong tiếng Nhật là một trong những vấn đề rất là khó đúng không ạ? Vậy thì hôm nay chúng ta cùng nhau phân tích sự khác nhau giữa sắc thái của trợ từ de và ga trong cách dùng nanani de ides và nanani ga ides các bạn nhé. Nihongo ではですね、助詞を使うことはとっても難しい問題ですけれども、今からでとがのニュアンスの違いを一緒に分析しましょう。Nếu bị sai từ từ thì sẽ bị sai luôn cả sắc thái của toàn bộ của văn đó các bạn nhé. 助詞が違うとその文全体のニュアンスが違ってきます。Và bây giờ hãy cùng nhau chú ý thật kỹ để truyền tải làm sao cho đúng nhất cái nguyện vọng của bản thân mình nhé. 今から自分の考えを正しく伝えられるように、よしには注意しましょう。Và bây giờ là sự khác biệt giữa sắc thái của trợ từ で và が là những biểu hiện được nói sau đây các bạn nhé. で、とがのニュアンスの違いは次のようになります。Bây giờ thì mình sẽ lấy một ví dụ, đó là được hỏi về nguyện vọng đi leo núi ở đâu các bạn nhé. 今ですね、どこの山へ行きたいですかと希望を聞かれた時という例文をします。Và bây giờ mình sẽ lấy hai cách trả lời để chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của cách trả lời 何々がいいです và 何々でいいですcác bạn nhé. 1. Câu trả lời thứ nhất các bạn nhé. 富士山でいいです富士山でいいです Thì nếu mà cách trả lời でいいです là thể hiện một cái cảm giác đó là thực sự là có rất là nhiều cái nơi mình muốn đi, nhưng mà bây giờ là mình không có đi được nơi khác nữa, chỉ đi được cái núi Fuji này thôi. Và không biết là không được hài lòng cho lắm, không được mãn nguyện cho lắm. 本当は他に行きたいところがあるんですけども、今は富士山で頑張っているというニュアンスが感じられますね。そして満足していない感じがします。Câu trả lời thứ hai, 2 bằng. Fujisan ga ii desu. Fujisan ga ii desu. Đây là một trong những cách trả lời thể hiện là cái nơi mà mình muốn đi là không phải là ngọn núi nào khác ngoài cái ngọn núi Fuji sĩ này. Và nó thể hiện cảm giác là nói rõ cái nguyện vọng của mình. Các bạn nhé. Jibun ga ikitai no wa hoka no yama dewa naku 富士山です。というはっきりした希望になります。Và hy vọng rằng cái cách so sánh này sẽ giúp cho các bạn hiểu được bản chất để chúng ta dùng đúng cái trợ từ de và ga trong trường hợp là nói cái nguyện vọng của bạn nhé. Hy vọng rằng video này sẽ giúp cho các bạn trong việc làm chủ tiếng Nhật. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.